Kính thưa quý vị, giẫm đạp và chen lấn tại một nhà thờ ở Nigeria làm ít nhất 24 người bị thiệt mạng, tin từ Anambra. Ít nhất 24 người đã bị thiệt mạng trong một buổi lễ tại một nhà thờ Công giáo ở Oki thuộc tiểu bang Anambra. Phát ngôn viên Hồng Thập Tự Peter Kachi cho biết khoảng 100.000 người đã tham dự buổi lễ. Trong số người thiệt mạng có 19 phụ nữ. Nhiều người ngã, nhiều người bị người phía sau giẫm đạp vì bị xô đẩy. Chỉ huy trưởng cảnh sát tiểu bang Anambra là ông Emmanuel Odochi nói rằng ông ta hoàn toàn kinh ngạc trước sự việc diễn ra. Bởi vì rõ rệt xung quanh nhà thờ không có hàng rào, không có tường, không có điều gì ngăn cản trong trường hợp khẩn cấp. Các buổi lễ nhà thờ tập trung hàng trăm ngàn người là chuyện bình thường ở Nigeria, một quốc gia có 170 triệu dân, phân chia gần như cân bằng người Hồi giáo sống ở miền Bắc và người theo Thiên Chúa giáo sống ở miền Nam. Hiện chưa rõ nguyên nhân đưa tới sự xô đẩy trong buổi lễ.